Ok, chào bạn. Và cái video clip này mình sẽ hướng dẫn cho quý vị và các bạn cái cách để chúng ta tạo cái page này. Ví dụ đây trên trình duyệt web của mình đặt cái tên nó là Hoàng 1986-2019 để vô lệ đây đó. Thì như vậy nó bắt đầu mới mở chúng ta để chúng ta vào trình duyệt web ha. Hay hoặc mình vào trang Dương Trí đi. Dương Trí. À. Đó, bây giờ mình mới vào được ha. Rồi, bây giờ mình sẽ tắt. Tắt hết đi. Mình mở lên lại lần nữa. Đó, mỗi lần đăng nhập nó sẽ bắt mình block. Thì ai muốn sử dụng máy tính của bạn mà vào trình duyệt web nào thì nó cũng bị ngăn như thế này thì làm sao mà lên mạng đúng không? Đấy, đây là cái cách. Rồi còn cài đặt thì như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho bạn. Ở dưới phần view clip này có đường link mô tả. Dưới phần mô tả nó có đường link để hướng dẫn cài đặt. Thấy không? Để bạn sẽ cài đặt trên cái add-on nha. Click vào đó và chúng ta click vào cài đặt. Sau khi cài đặt xong thì chúng ta sẽ đặt mắt. Thấy không? Nó sẽ nằm ở đây. Các bạn. Đó, được chưa? Bây giờ mình sẽ mở cái nó sẽ nó sẽ vô được rồi đó nha. Bây giờ mình sẽ nó nằm đây này. Đây đây bạn, được chưa? Đó, các bạn chỉ cần cài đặt. Bây giờ mình xóa nè, cài lại cho bạn. Nào, giờ mình thêm vào đó đầu tiên là thêm là thêm tiện ích nè. Đó. Giờ nó kêu mình đặt mát, thấy không? Giờ mình đặt cái bát. Quan. Đó, như bát cũ nãy ha, đến vào ok. Nó kêu là ngăn ngăn thấy không? Ngăn trang này tạo hợp thoại bổ sung. Rồi. Ok. Rồi, bây giờ mình lít. Đó. Bây giờ bắt buộc phải có bát. Mà như vậy là cái phần hướng dẫn nhanh cho quý vị và bạn cài đặt đến đây là kết thúc ha. Chú vị ngăn không cho ai cập nhật trên trình duyệt web của bạn ha, trên máy tính. Ok, kết thúc video clip đây, hẹn lại bạn vào một video clip khác. Chào bạn.